Toàn vừa gọi là cái gì? Vừa gọi là gì? Quế là gọi Thúy Thúy. Chị Thúy. Chị Thúy. Anh bảo anh là anh gửi cho họ, anh Lê gửi cho anh. Thế là tốt. Thế là tính mong anh gửi lên. Cái bước của chúng tôi không thích phải làm mà. Đấy. Chưa nhìn đâu mà không đáng kìa. Nhìn cái bác sĩ này chứ. Bác sĩ này mèo xin tôi, còn không là không thông nhận đâu. Rút cái chân ra, rút cái chân ra, rút cái chân ra lên cho đẹp tuyệt đối. Rút chân thế. Rút ra. Okay.